người đây, bỏ ra. Đây là tiền chữa bệnh của mẹ đấy. Mày đã không giúp được mẹ, không giúp được chị thì mày đừng có cướp đi mạng sống của mẹ như thế chứ. Mày có còn là con người không à? Thế ai bảo bà ta sinh ra tôi để làm cái gì? Bà ta sinh ra tôi phải cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, chứ sinh ra tôi mà bắt tôi chịu khổ á, thằng này không chịu đâu. Mẹ rất ruột đẻ ra mày, luôn cố gắng là lo cho mày những thứ tốt đẹp nhất. Nếu không phải bởi vì phải đi vay mượn tiền để cho mày mua xe bằng bạn bằng bè thì mẹ có bị tai nạn thế này không? Mày đúng là đồ khốn à? Này, thằng này kiếp mày khốn loạn được nhá, nhưng mà đừng bắt thằng này phải chịu khổ. Mà có trách ấy thì trách bà ta vô dụng thôi. Ôi giời, nhiều tiền tí nhỉ. Này, chị em với nhau phúc thì phải cùng hưởng ý. Thằng này, đưa đây, đưa tiền đây thằng này. Mày đưa tiền đây. Tiền lương của cô ta ấy được trả mùng 10 hàng tháng. Thích tiền ấy thì đến mà lấy. Ok nhá, cảm ơn cô em. Siêu ghen mùng 10. Thằng kia, mày đứng lại. Đúng là có loại cặn bã, thối tha từ nhân cách trở đi. Nhà mày ấy toàn những cái người như thế à? Người không ra người, ngựa không ra ngựa. Tại sao cô lại nói với nó điều đấy? Tại sao cô lại làm như vậy? Thì đã làm sao? Mà này, mày đừng có cậu tôi với cả tao như là bọn mình đã quen nhau. Mặc dù học chung một trường thật đấy, nhưng mà tao với mày không cùng một đẳng cấp đâu. Mày đừng có mà quên, tao là quản lý ở công trường này. Cái loại mày chỉ là con phụ hồ thôi. Nên nhớ, mình chỉ là loại cặn bã dưới đáy của xã hội thôi, hiểu chưa? Sự việc lần này ấy thì tao tha cho mày. Lần sau ấy mà mày đưa cái loại đầu trâu mặt ngựa đến đây ấy, đừng có trách tao ác hay chưa? Mẹ cố gắng chờ con nhá. Nhất định con sẽ kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ. Tình hình tiến độ đang rất tốt, còn nhanh hơn với những gì chúng ta đã dự định. Dạ vâng ạ. Em bỏ rất là nhiều thời gian và tâm sức để giúp mọi người tốt hơn. Đặc biệt là em còn tạo điều kiện cho mọi người để hoàn thành công việc thuận lợi hơn nữa anh ạ. Cô làm tốt lắm, mọi người cũng vậy. Mọi người rất xứng đáng được thưởng. Ngoài phần thưởng về tiền mặt, tôi quyết định sẽ thưởng thêm cho mọi người bữa trưa ngày hôm nay. Cô thực hiện giúp tôi luôn nhé. Wow, thế thì quyết định em phải nói mọi người đây là phần thưởng của sếp để tạo động lực cho mọi người làm việc tốt hơn sếp ạ. Cảm ơn sếp ạ. Tiền bánh mì 25.000. Rõ ràng tôi nghe sếp nói đây là phần thưởng cho công nhân mà. Sao cậu lại định tính tiền? Hơn nữa, lẽ ra phải là cơm chứ sao lại là bánh? Đòi hỏi cái nỗi gì? Đấy là phần thưởng của sếp tặng cho tôi. Do tôi có cống hiến trong công việc, tôi làm việc tốt. Người như tôi phải quản lý một công trường hàng ngàn nhân viên, thế mới xứng đáng chứ. Còn cô ấy mà yếu ớt, chán ngấy như này, được nhận vào đây là may mắn lắm rồi. Đòi hỏi cái nỗi gì nữa hả? Tôi gửi. Thư. Thế còn tiền thừa của tôi thì sao? Tôi đưa cho cậu 30.000 mà, cậu phải trả lại tôi 5.000 chứ. 5.000 mà cũng đòi? Rẻ rách, đáng khinh mà. Mày ấy cũng giống cái từ 5.000 này thôi. Rẻ rách, đáng khinh. Không ai coi trọng. Tao bố thí cho mày đấy. Cháu không sao chứ? Tiền của cháu này. Cháu xin ạ. Cháu không sao đâu ạ. Ba ăn trưa chưa ạ? Ba ăn bánh cùng với cháu nhá. Bánh này ngon lắm ạ. Thôi cháu ơi.
Bác ơi, bác ăn đi, bác đừng ngại ạ. Cháu là con gái, cháu ăn ít lắm. Hơn nữa cháu cũng phải ăn nhanh để còn tranh thủ làm việc. Bác ăn hộ cháu một nửa nhá. Bác cầm lấy đi ạ. Bác xin. Mà con gái con đứa tay chai lại hết như thế này, làm ở đây vất vả thế hả cháu? À dạ vâng, làm việc ở công trường thì cũng vất vả bác ạ. Nhưng mà làm việc ở công trường thì lương mới cao hơn là đi làm phục vụ bàn rồi bưng bê ạ. Cháu nhìn bác này chắc là cũng tầm tuổi mẹ cháu đấy ạ. Thế cháu sống ở đây cùng với mẹ à? Dạ không ạ. Mẹ cháu làm việc vất vả, chẳng may bị tai nạn, thế nên mẹ cháu đang nằm viện ạ. Cháu làm việc ở đây cố gắng để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhìn thấy bác thế này cháu lại nghĩ đến mẹ cháu. Như vậy cháu sẽ càng có động lực để làm việc hơn ạ. Khổ thân, số cháu vất vả quá. Mà làm ở đây lương lậu có đủ tiêu đủ xài không hả cháu? Lương ở đây cũng không cao bác ạ. Nhưng mà làm việc lại còn luôn phải nhìn sắc mặt của quản lý nữa. Cháu làm việc nhiều như vậy nhưng chẳng bao giờ đủ lương. Nhưng mà thôi, xin việc vào công trường khó lắm ạ. Cháu lại còn là con gái nữa. Thôi phải cố gắng bác ạ. Hôm nay ở đây cũng không có nhiều sắt vụn. Đây. Bác ơi, bác cầm tạm lấy số tiền này rồi bác mua đồ ăn tối nhá. Cháu sẽ cố gắng nhặt nhạnh rồi gom vào để dành cho bác. Bác cầm lấy đi ạ. Không cần đâu cháu ơi. Làm việc đây. Ok cháu. Cháu ơi. Cô đang làm cái gì vậy? Đây là công ty, cô nên công tư phân minh chứ khỏi muốn làm gì là làm đâu. Sếp, chẳng qua là do em thấy anh đang mệt mỏi quá. Tôi mệt mỏi vì cô đấy. Tại sao tôi lại nhận được thông tin công nhân phải tăng ca ngày đêm, làm việc cả những ngày lễ Tết, trong khi tiền lương thì không nhận đủ chứ chưa nói đến thưởng. Là ai nói ra những lời như này ạ? Chắc chắn là công ty mình có đứa nào ghen ghét, đố kỵ về em, nên là nó cố tình hãm hại em đấy ạ. Trước khi nói ra những điều này, tôi đã cho người điều tra rất kỹ. Nếu cô còn muốn làm việc ở đây, cô nên biết bổn phận và làm tròn trách nhiệm của mình. Đây là lần đầu, cũng như là lần cuối tôi nói về thái độ làm việc của cô. Cô nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Cô đi ra ngoài đi. Khốn là nó à? Không được, ở đây tay phép mình dừng, mình không thể manh động được. Nó còn làm ở đấy, thiếu gì cơ hội cho mình xử lý nó. Chờ đấy. Đổ suất cơm của tôi như thế thì sao? Chính là cái loại mày hất đổ suất cơm của tao trước. Cái loại thấp cổ bé họng như mày ấy mà cũng tơn hớt để đến tai sếp cơ à? Mày tao sống tốt hơn mày, mày không đành lòng đúng không? Tôi không bao giờ làm ra mấy cái trò đi nịnh hót rồi bịa đặt nói xấu người khác như thế. Cô đừng có vu oan cho tôi. Thế chuyện giảm lương, cắt thưởng thì sao? Đừng có mà chối. Cô không làm chuyện như thế thì vì sao cô phải sợ? Hóa ra bây giờ ấy, gà chó có được lên tiếng nữa à? Thôi được rồi, bây giờ mày bị đuổi việc và phải bồi thường cho công ty nữa. Tôi có làm gì sai đâu, tại sao lại bắt tôi nghỉ việc? Hơn nữa, nếu như công ty đuổi việc tôi như vậy thì phải bồi thường cho người lao động chứ. Tại sao lại bắt tôi bồi thường? Kinh nhở, bây giờ con phụ hồ như mày mà cũng hiểu biết ra phết đấy nhở. Nhưng mà xin lỗi, mày có biết lý do tại sao không? Là mày đưa vào ta vào công trường, cuỗm hết cái viên nguyên liệu của công ty. Riêng cái chuyện này ý, thì cũng xứng đáng bị đuổi việc rồi. Mà nếu mày không có tiền ý, thì cũng được thôi. Lấy lương của tháng này ra mà bù. Cô ta không hề ăn cắp ăn trộm vật liệu gì của công trường. Thậm chí
cô ta còn giúp tất cả các cô các cậu nhặt nhạnh, sắp xếp lại những nguyên vật liệu bị lãng phí. Chỉ còn những cái gì không sử dụng được nữa thì cô ta mới cho tôi. À thế à, bà còn già mồm nữa. Đúng là mấy cái loại nghèo hèn thường sống cùng với cả nhau, sống thành bầy đàn để tiện bảo vệ nhau đúng không? Thôi rồi, tao tạo điều kiện cho hai chúng mày dắt tay nhau khỏi đây. Cút cho tao. Đủ rồi đấy. Mẹ không sao chứ ạ? Mẹ ạ. Đây, mẹ, mẹ. Chính tôi đã tố cáo cô với con trai của tôi là một quản lý, nhưng cô đã không quản lý tốt nhân công của mình. Đã thế, cô còn ăn bớt, còn đàn áp mọi người đến cùng cực. Cô đứng vững được 5 năm qua, tính ra số tiền cô ăn bớt không nhỏ đâu nhé. Anh Cường, em đâu có gan làm cái chuyện đấy. Chắc là tại cô ta. Cô ta đi tơn hớt với cả bác. Chứ cô ta không ưa gì em. Những lời cô ta nói có lời gì tốt đẹp đâu ạ. Từ khi tôi quen biết cô gái này, cô ta chưa từng nói xấu cô một câu. Tất cả những điều tôi biết được là do tôi điều tra kỹ càng. Giờ thì cô không bao giờ còn chối cãi được nữa phải không? Cô không đem trả lại toàn bộ số tiền đó và xin lỗi mọi người thì chúng tôi sẽ mời cô ra tòa đấy. Tôi đã cảnh cáo cô, cho cô rất nhiều cơ hội, nhưng cô càng được đà lớn tới. Cô đã nghe rõ cách giải quyết mẹ tôi vừa nói rồi chứ? Sếp, hay là bây giờ để em làm thư ký hay là trợ lý cho anh, giúp việc gì cũng được. Không công ạ, em sẽ bù đắp tất cả các chuyện này, được không anh? Cô giỏi đấy. Cuối cùng mà cô vẫn tìm được cho mình một con đường lui. Và con đường đấy lại tốt, được ở gần gũi và gạ gẫm con trai tôi nữa chứ. Nhưng mà đừng hòng qua mắt được bà già này. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ cô nữa. Cô hãy làm việc với luật sư của tôi. Ôi, bác ơi, tay của cháu bẩn lắm ạ. Đôi tay bẩn nhưng nhân cách của cháu rất tốt. Cháu xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp. Mẹ tôi đã kể rất nhiều về cô, về những đóng góp tốt cô đóng góp cho công trường. Vì vậy tôi muốn đào tạo cô trở thành quản lý của công trường. Cô đồng ý nhận chức vụ này chứ? Có thật như thế không hả bác? Thế là sau tất cả mọi khó khăn, cuối cùng cháu cũng đã thành công như lời bác nói. Dạ cháu xin lỗi, tại cháu vui quá. Cháu xin lỗi bác ạ. Không sao đâu, cố lên nhá. Bác tin là cháu làm rất tốt. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Em cảm ơn sếp ạ.